trình diễn ánh sáng 3D ngoạn mục nhất trong ngành siếc. Đoàn siếc Ron Kali ở Đức đã thôi không sử dụng động vật trong trình diễn siếc kể từ hồi thập niên 1990. Giờ đây, họ đưa vào một ứng dụng hiện đại khi sử dụng ánh sáng và công nghệ 3D để đưa hình ảnh của những loài động vật hoang dã lên sân khấu một cách ngoạn mục. Người sáng lập ra đoàn siếc đã đầu tư 500.000 euro 13 tỷ đồng để tạo nên một trong những màn trình diễn ánh sáng 3D ấn tượng nhất thế giới. Động thái này của Ron Kali đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của truyền thông và công chúng quốc tế. Thành lập năm 1976, Ron Kali hiện tại là đoàn siếc đầu tiên trên thế giới hoàn toàn từ bỏ việc trình diễn siếc thú, để chuyển sang sử dụng trình diễn ánh sáng 3D giúp đưa hình ảnh các loài động vật hoang dã lên sân khấu. Giám đốc truyền thông của đoàn siếc, ông Marcus Schaber đã chia sẻ với báo chí Đức rằng, phần lớn các tiết mục trong sâu của chúng tôi được thực hiện bởi các nghệ sĩ siếc và nghệ sĩ hài chúng tôi tập trung khai thác khía cạnh thẩm mỹ nghệ thuật, sự nên thơ và những yếu tố sức ngoạn mục trong các tiết mục của mình. Hiện tại, màn tình diễn ánh sáng 3D của Ron Kali được xem là ấn tượng hàng đầu thế giới. Những màn trình diễn ánh sáng 3D này nằm trong loạt chương trình người kể chuyện, bắt đầu được Ron Kali trình diễn từ năm ngoái nhưng tới gần đây mới được nhắc tới nhiều. Người sáng lập gia đoàn siếc ông Bernhard vôn đã quyết định đầu tư lớn để hoàn thiện màn trình diễn ánh sáng này đoàn siếc Von đã đón tiếp hơn 600.000 lượt khán giả đến thưởng sâu, người kể chuyện của họ trong năm ngoái. Mức vé vào xem biểu diễn của đoàn siếc Von có giá dao động từ 29 âm 70 EZO, 760.000 đồng 1,9 triệu đồng. Nhận xét về động thái của Roncalli, Chủ tịch Tổ chức Bảo vệ Động vật Quốc tế, ADI bà Gian Quý Mơ cho hay, đây chính là tương lai của ngành siếc, một màn biểu diễn mà tất cả mọi người đều có thể thưởng thức thật thoải mái còn những động vật có trí thông minh và khả năng tri giác sẽ không bị trở thành đối tượng mua vui nữa hiện nay đang ngày càng có nhiều nước đưa ra luật cấm sử dụng động vật hoang dã trong trình diễn siếc bích ngọc theo daily mail nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất